Trần Văn Hiệp sinh ngày 20 tháng 9 năm 1965 là chính trị gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo hành pháp tỉnh Lâm Đồng. Ông nguyên là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, ủy viên ban thường vụ trương đoàn, trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị cử nhân ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị. Trong sự nghiệp của mình, ông có 25 năm cộng tác ở lĩnh vực thanh niên ở Lâm Đồng và Trung ương đoàn xuất thân và giáo dục. Trần Văn Hiệp sinh ngày 20 tháng 9 năm 1965 tại phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, quê quán tại thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông lớn lên và theo học phổ thông tại Đà Lạt. Sau đó ông tới thành phố Hồ Chí Minh theo học trường Đào Khoa học Xã hội Nhân văn, chuyên ngành Ngữ văn, tốt nghiệp cử nhân Ngữ văn ngày 28 tháng 10 năm 1995, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 28 tháng 10 năm 1996. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay ông thường trú tại số nhà 242A, đường Dẹc Xin, tổ dân phố 3 phường 9 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng sự nghiệp thanh niên năm 1987 khi 22 tuổi Trần Văn Hiệp bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí là cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng đến năm 1992 ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn phó ban thanh thiếu nhi trường học năm 1997 sau kỳ đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, ông được bầu làm ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, trưởng ban thanh thiếu nhi trường học. Năm 2001, ông giữ vị trí phó bí thư tỉnh đoàn. Đến năm 2004, trong kỳ đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Trung ương đoàn khóa 8. Ở Lâm Đồng ông là ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn Lâm Đồng Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng Tính đến năm 2008 Ông có quãng thời gian dài công tác trong lĩnh vực thanh thiếu niên Tổ chức địa phương Năm 2008 Trần Văn Hiệp được điều động về địa phương nhậm chức tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm đồng thời là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tháng 5 năm 2014, ông được điều lên tỉnh ủy, nhậm chức phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng. Ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu làm tỉnh ủy viên, ủy ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, kiêm trưởng ban văn hóa xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương chuẩn y bầu cử của Ban chấp hành tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp nhậm chức Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 12 diễn ra, Trần Văn Hiệp tiếp tục được bầu làm tỉnh ủy viên, Thường vụ tỉnh ủy Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 bầu các chức vụ Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối với Đoàn Văn Việt với số phiếu bầu đạt 97,01%. Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn vị trí Chủ tịch Lâm Đồng của Trần Văn Hiệp. Khi chính thức nhậm chức, ông đã phát biểu nỗ lực đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của Việt Nam. Khen thưởng. Trong sự nghiệp, Trần Văn Hiệp được trao một số giải thưởng như Huy chương vì thế trẻ Hai bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bộ Công an khởi tố Bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp Ngày mùng 2 tháng 1 Trung tướng Tôn Sô Người phát ngôn Bộ Công an Cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Ra quyết định khởi tố bị can Ông Trần Văn Hiệp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng bị khởi tố tội nhận hối lộ theo ông sô chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan ông hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trần văn hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên ngày mùng 2 tháng 1, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị cơ quan điều tra Bộ Ngan khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong một dự án đất đai. Ông Hiệp bị bắt khi đường chức. Theo Trung tướng Tôn Sô, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, giả soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo thu hồi triệt đề cho nhà nước. Trước đó hồi tháng 3 năm 2023, cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng về tội nhận hối lộ ông ánh bị bắt khi còn đường chức ông nguyễn ngọc ánh được xác định có liên quan đến các sai phạm trong quá trình thanh tra dự án bất động sản khu đô thị nam đà lạt trên địa bàn huyện đức trọng tỉnh lâm đồng do công ty sài gòn đại ninh đầu tư liên quan dự án đại ninh từng thoát việc thu hồi Bà Trần Bích Ngọc, Bộ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vụ 1 của văn phòng chính phủ cũng bị khởi tố trong vụ án với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra khiếu nại với dự án Đại Ninh gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. Dự án khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận vào ngày 30 tháng 12 năm 2010. Dự án nằm trên địa bàn 4 xã huyện Đức Trọng gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Ninh Loan có tổng diện tích đất quy hoạch lên đến hơn 3.595 hectare trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050 hecta Tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Đến nay sau 13 năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện được một số hạng mục, 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, một hội trường, 6 trạm rừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 hectare rừng, trên diện tích lớn chiếm đã được giải tỏa. Các hạng mục này đều là hạng mục phụ và xuống cấp nghiêm trọng. Liên quan dự án nói trên tại kết luận thanh tra chính phủ số 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất. Sau kết luận này, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong quy luận số 929, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án trên. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014 gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, thanh tra chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng và nhiều cán bộ khác. Tháng 10 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận của thanh tra chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư công ty Sài Gòn Đại Ninh. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11 tháng 11, Công an Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đến nay, công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng. Công ty đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ hơn 25.200 tỷ đồng lên đến 30.200 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là gần 3.600 hecta. Chiều ngày mùng 2 tháng 1, lực lượng chức năng đã xuất hiện tại khu vực nhà riêng của ông Trần Văn Hiệp, đường Giang Xin, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vì sao Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt? Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì tội nhận hối lộ liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí. Ông Trần Văn Hiệp bị bắt vì nhận hối lộ. Ngày 2 tháng 1, trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị bắt vì liên quan đến công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Công ty Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Chí làm người đại diện pháp luật. Trước đó ngày 15 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí là chủ đầu tư dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ông Nguyễn Cao Chí bị bắt khi đó vì có quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan chủ tịch tập đoàn Vạn Thị Phát liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động nhằm chiếm đoạt tài sản của bà này. Tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông này bị bắt khi đang là tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng và có liên quan đến quá trình xem xét sửa đổi kết luận thanh tra số 929 trên KL TTCP của thanh tra chính phủ liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc văn phòng chính phủ, bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam, điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ tại dự án này. Thay đổi số phận siêu dự án sau quốc luận thành trà Dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Sài Gòn Đại Ninh cuối năm 2010 với diện tích khoảng 3.595 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 25.243 tỷ đồng. Tại câu luận thành tra số 929 trên KL TTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của thành tra chính phủ, đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án. Cơ quan chức năng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án này. Thế nhưng sau đó, sau nhiều lần doanh nghiệp này có ý kiến kiến nghị, chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thanh tra chính phủ đã có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong quy luận số 929 trên KL TTCP, trong đó rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh. Sau thay đổi này, siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Cao Trí Chí chính thức thoát cảnh bị thu hồi, được tiếp tục triển khai. Việc thay đổi kết luận thanh tra này giúp siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh hồi sinh có liên quan đến nhiều người. Tuy nhiên sau đó dự án là khu đất hoang vu, sau 13 năm thực hiện, dự án được coi là trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng vẫn đứng bánh. Khối lượng thực hiện đến nay chưa đạt được 10% với một số đường giao thông công trình nhỏ lẻ. Đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Thế nhưng đến nay siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Chí gần như không có tiến triển gì kể từ khi được chấp thuận triển khai. Trên diện tích, dự án xảy ra nhiều vụ phá rừng lấn chiếm đất rừng. Tổng diện tích rừng bị phá tại dự án hơn thập kỷ qua là 257 ha rừng cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã phải bồi thường khoảng 18,8 tỷ đồng. Theo thông tin phóng viên có được, trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, tại siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Chí đã xảy ra 4 vụ phá rừng trái pháp luật cùng 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng trái phép. Trong đó 4 vụ phá rừng gây thiệt hại 3.522 m2 rừng và 20 vụ lấn chiếm đất rừng trên diện tích 37.620 m2. mở rộng điều tra vụ án. Theo Bộ Công an, ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh điều trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Ngan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, giả soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Sai phạm tại dự án khiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố. Ngày 12 tháng 1, Trung tướng Tôn Sổ, người phát ngôn Bộ Ngan cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đồng về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự. Theo Bộ Công an, vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ông Trần Văn Hiệp bị cơ quan điều tra xác định có hành vi nhận hối lộ liên quan dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng. Dự án Sài Gòn Đại Ninh. Dự án khu đô thị Nam Đà Lạt, dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép chứng nhận đầu tư năm 2010 có quy mô 3.595 hectare trải rộng trên địa bàn 4 xã ở huyện Đức Trọng, tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Sau 13 năm triển khai, dự án chỉ thực hiện được một số hạng mục, gồm 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, một hội trường, 6 trạm rừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 ha rừng trên diện tích lớn chiếm đã được giải tỏa các hạng mục đã xuống cấp, kết cấu bê tông bị hư hỏng, sắt thép hoen xỉ. Siêu dự án 25.243 tỷ đồng khiến nhiều cán bộ vương lao lý. Liên quan dự án này hồi tháng 6 năm 2020, thành tra chính phủ công bố kết luận số 929 yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án Sài Gòn Đại Ninh do vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Sau kết luận này, công ty Sài Gòn Đại Ninh có văn bản kiến nghị gửi tới nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Đến tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo sửa được một số nội dung trong kết luận số 929 rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất với dự án này. Thành tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, đồng thời gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau đó xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận thanh tra chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1, văn phòng chính phủ, bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác, làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra khiếu nại với dự án Đại Ninh gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. Dự án Sài Gòn Đại Ninh cũng được nhắc tên khi liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Cao Trí dùng dự án để chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Năm 2020, sau nhiều lần mua bán, ông Trí đã thanh toán 2 230 tỷ đồng để sở hữu thành công 58% vốn điều lệ của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ông Chí thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với trị giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho ông Chí tổng cộng là 20 triệu USD, khoảng 460 tỷ đồng và 127 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền ở dự án này cùng với hai dự án khác, đại gia Nguyễn Cao Chí đã chiếm đoạt của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát 40 triệu USD tương đương 1.000 tỷ đồng. Siêu dự án Sài Gòn Đại Đỉnh đầy Chủ tịch Lâm Đồng và vòng lao lý. Ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về hành vi nhận hối lộ. Ông Hiệp bị bắt giữ để điều tra liên quan đến dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, dự án Sài Gòn Đại Ninh, do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh thực hiện tại huyện Đức Trọng. Để mất hàng trăm hecta rừng Theo hồ sơ dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh, công ty Sài Gòn Đại Ninh được thành lập năm 2010 tại huyện Đức Trọng với tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng trong tổng số 3.595 hectare đất được địa phương giao cho công ty Sài Gòn Đại Ninh làm dự án có đến hơn 1.000 hectare rừng trong đó có 342 hectare rừng tự nhiên địa phương giao đất đã lâu nhưng công ty Sài Gòn Đại Ninh không thực hiện dự án chỉ xây dựng vài công trình trên đất và hạ tầng đường bê tông rồi bỏ bê không triển khai hoàn thiện dự án Quá trình thi công dự án Sài Gòn Đại Ninh từng bị tuyết còi về việc xác định tiền thuê đất. Cụ thể, năm 2012, tỉnh Lâm Đồng cho phép công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng hơn 1,6 triệu mét vuông đất sang đất ở, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau năm sau, Bộ Tài chính mới xác định số tiền sử dụng đất của công ty Sài Gòn Đại Ninh là 158 tỷ đồng. Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2018 công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, bao gồm cả tiền chậm nộp đối với phần diện tích được chuyển sang đất ở để thực hiện dự án nêu trên. Về phía chủ tịch đầu tư, công ty Sài Gòn Đại Ninh giải thích rằng dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh có tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án lớn nên đề nghị xem xét chuyển hình thức giao quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có thu tiền 1,6 triệu mét vuông sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Mà đến tháng 9 năm 2021, công ty Sài Gòn Đại Ninh tạm nộp tiền sử dụng đất là 100 tỷ đồng vào tài khoản của Sở Tài chính Lâm Đồng trong thời gian chờ cơ quan thẩm quyền thông báo đóng tiền quyền sử dụng đất ở chính thức. Chưa hết chủ đầu tư dự án này còn để mất 257 ha rừng sau đó chính quyền Lâm Đồng xác định số tiền mà công ty Sài Gòn Đại Ninh phải bồi thường là hơn 18 tỷ đồng. Tuy vậy đến thời điểm năm 2021 công ty này mới chỉ nộp 6,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty này không thống nhất về diện tích và chữ lượng nên qua kiên nghị. Bị đề nghị thu hồi, siêu dự án được cứu sống ngoạn mục. Tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án. Tuy nhiên đến tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo sửa đổi bổ sung một số vấn đề của kết luận Thanh tra tháng 6 năm 2020 về quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong đó có dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh. Thanh tra chính phủ bổ sung theo hướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng không thu hồi đất đối với dự án này. Tháng 5 năm 2021, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký văn bản thống nhất chủ trương xem xét cho chủ đầu tư dự án gia hạn đưa đất vào sử dụng không quá 24 tháng. Trong đó lưu ý đây là lần gia hạn cuối cùng và chủ đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong thời gian dài hạn. Thực tế cho thấy tỉnh Lâm Đồng nhiều lần gỡ án tử đối với đại dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh, thế nhưng chủ dự án vẫn không triển khai xây dựng, gây lãng phí tài nguyên đất đai và bức xúc trong dư luận. Qua lộ của ông Trần Văn Hiệp, từ cán bộ tỉnh đoàn đến ghế chủ tịch Lâm Đồng, vừa bị bắt vì tội nhận hối lộ, nhưng chỉ mới đầu tháng trước, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp từng khẳng định thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy không liên quan, không dính líu và không có sân sau, sân trước gì liên quan tới xây dựng cơ bản, không bao che, không bảo kê. Ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo ông trần văn hiệp được xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng anh vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Ông Trần Văn Hiệp sinh năm 1965, quê quán ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Hiệp tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và có bằng cao cấp lý luận chính trị. Theo tìm hiểu năm 1987, ông Trần Văn Hiệp bắt đầu sự nghiệp với vai trò là cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng và được bầu làm ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn Lâm Đồng vào năm 1992. Đến năm 2001, ông Hiệp được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng, rồi trở thành Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng trước khi được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Chuông đoàn khóa 8 vào năm 2004. Năm 2008, ông Trần Văn Hiệp được điều động giữ chức vụ tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm. Tháng 5 năm 2014, ông được điều động về tỉnh ủy, đảm nhận chức vụ Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng. Tháng 10 năm 2015, tại đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Hiệp được bầu giữ chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban ban văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 9 năm 2019, ông Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến tháng 11 năm 2020, Tại kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9, với số phiếu bầu đạt 97,01%, ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ông Trần Văn Hiệp tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm đồng, đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào đầu tháng 12 năm 2023, ông Trần Văn Hiệp khẳng định thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy không liên quan, không dính líu và không có sân sau sân trước gì liên quan đến xây dựng cơ bản, không bao che, không bao kê. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 tổ chức phiên họp trực tuyến do thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì tại điểm cầu lâm đồng ông phạm s phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được chỉ định tham dự phiên họp trực tuyến thay cho ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lý do là ông hiệp đang đi công tác tại thành phố hà nội ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng có thể đối diện với mức án nào với hành vi bị khởi tố tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có thể đối diện với mức án phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Như báo quân đội nhân dân đã đưa tin chiều ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bộ ngan ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi phạm và tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng. Theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, quy định người phạm tội nhận hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Như vậy, với hành vi phạm tội nhận hối lộ tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, thì ông Trần Văn Hiệp có thể bị kết án ở mức thấp nhất là 20 năm tù hoặc cao nhất là tử hình. Tránh thanh tra Lâm Đồng bị bắt liên quan đến dự án Đại Ninh thế nào? Ông Nguyễn Ngọc Ánh tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình kết luận thanh tra các sai phạm của dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ buôn lậu C03 Bộ Công An vừa khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ. Theo đó, ông Ánh bị cáo buộc sai phạm khi thực hiện thanh tra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, gọi tắt là dự án Đại Ninh, do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dự án phá 257 ha rừng. Dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010 với diện tích gần 3.600 ha, trong đó diện tích thuê rừng là hơn 1.050 ha, trong đó có 324 ha rừng tự nhiên. Tổng mức đầu tư dự án là 25.243 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018 doanh nghiệp cam kết hoàn tất thủ tục đầu tư trong năm 2010, sau 4 năm sau mới hoàn thiện. Chủ đầu tư cam kết giai đoạn 2015-2016 sẽ xây khu dân cư, khu thể thao dã ngoại, khách sạn dì sọt, khu phố thương mại. Tuy nhiên từ đó tới nay doanh nghiệp mới chỉ xây được vài công trình tạm, nhiều căn nhà tròi còn ngổn ngang chưa hoàn thiện và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare. Tới tháng 11 năm 2020, Sở Quy hoạch và Đầu tư thông báo dự án này chậm tiến độ 23 tháng so với giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra năm 2018, chính quyền Lâm Đồng xác định tại dự án có hơn 166 ha rừng đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, bị phá hơn 140 ha, lấn chiếm gần 26 ha. Đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Kết luận số diện tích rừng bị phá lấn chiếm là hơn 368 ha, bị phá 257 ha, bị lấn chiếm 111 ha. Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Đại Ninh. Trước đó tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ có kết luận 929 trên KL TTCP chỉ ra sai phạm tại dự án Đại Ninh. Kết luận thanh tra nêu công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh không có năng lực tài chính không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án sau đó công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh cho rằng doanh nghiệp không vi phạm nghĩa vụ tài chính như kết luận của thanh tra chính phủ trong đó số lượng rừng và lâm sản đã bị mất như đoàn thanh tra kết luận là không thực tế thanh tra chính phủ kết luận một số hạng mục không giấy phép xây dựng là không đúng và cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ vì năm 2018 khi doanh nghiệp sẵn sàng triển khai dự án thì bị thanh trả. Vì thế doanh nghiệp này đề nghị thực hiện quyền giải trình khiếu nại với kết luận 929 trên KL trên TTCP của thanh tra chính phủ. Đồng thời cam kết có đủ năng lực tài chính đề nghị cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Đến tháng 7 năm 2021, thanh tra chính phủ lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929 do Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Trong đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt. Thanh tra chính phủ bổ sung theo hướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng không thu hồi đất đối với dự án này. Liên quan dự án Đại Ninh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ký văn bản thống nhất chủ trương xem xét cho chủ đầu tư dự án gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng không quá 24 tiếng. Nội dung văn bản thể hiện đây là lần gia hạn cuối cùng và chủ đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong thời gian gia hạn. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, anh tra chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Bắt một vụ trưởng liên quan đến vụ án nhận hối lộ ở dự án đại ninh Lâm Đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ngăn vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1, văn phòng chính phủ, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, vừa thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án, nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Ngoại Tài liệu điều tra vụ án xác định bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vụ 1 đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Bà Trần Minh Ngọc đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 9 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Ngoan C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc về tội danh điều trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Ngoan đã thi hành các thủ tục đối với bị can Trần Bích Ngọc theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Ngan đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt đề thu hồi tài sản. Thanh tra chính phủ kiểm tra lại dự án Đại Ninh là đúng quy định pháp luật. Liên quan đến những vấn đề về dự án Đại Ninh Lâm Đồng, Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong xác định cũng có trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra việc như vậy. Sáng ngày 7 tháng 11, tại phiên chất vấn đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau nêu băn khoăn về căn cứ nào mà vào tháng 7 năm 2021 tổng thanh tra chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn công tác vào năm 2020 về vụ việc liên quan đến dự án Đại Ninh Lâm Đồng có nhiều dấu hiệu vi phạm. Việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật không? Với vai trò vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chính phủ chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Đại biểu Lê Thanh Vân hỏi. Trả lời về vấn đề trên, tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay, thực chất đây là việc giả soát sửa đổi bổ sung kết luận thanh tra chứ không phải thanh tra lại. Tổng thanh tra cũng cho biết dự án Đại Anh Ninh sau này liên quan đến việc chuyển tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và vụ án đang được điều tra để xử lý theo quy định trong vụ này có một số cán bộ của thanh tra chính phủ đã bị khởi tố tạm giam để điều tra vì chủ yếu nhận hối lộ trước việc này thanh tra chính phủ đã buộc thôi việc các công chức liên quan đến dự án khai trừ ra khỏi đảng tổng thanh tra chịu trách nhiệm trước quy định của đảng và nhà nước khi có chỉ thị của đảng nhà nước thì sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này ông phong nói chưa hài lòng với câu trả lời trên đại biểu lê thanh vân tiếp tục tranh luận với Tổng thanh tra chính phủ. Ông Vân cho rằng hai câu hỏi của mình chưa được Tổng thanh tra chính phủ trả lời đúng và chính xác. Tôi hỏi việc thành lập tổ công tác có đúng luật hay không thì Tổng thanh tra không trả lời đúng, ông Vân nói. Trả lời tranh luận trên ông Phong cho biết quyết định thành lập tổ công tác do Phó Tổng thanh tra Trần Văn Minh ký vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 theo chỉ đạo của Tổng thanh tra về chủ trương. Ông Phong khẳng định việc thanh tra chính phủ thành lập tổ công tác là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ khi thanh tra và trước khi ban hành kết luận thanh tra, kể cả vụ việc ở Lâm Đồng, thanh tra chính phủ đều báo cáo dự thảo kết luận với Thủ tướng. Thông thường, Phó Thủ tướng tổ chức họp với các bộ ngành thống nhất cho ý kiến, đồng ý ban hành kết luận thanh tra thì thanh tra chính phủ mới ban hành, ông Phong nói. Về trách nhiệm của Tổng Thanh tra trong vụ việc, ông Phong cho biết việc thành lập tổ công tác để giả soát dự án Đại Ninh trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ và phó thủ tướng. Phó tổng thanh tra Trần Văn Minh là người ký thông báo kết luận thanh tra và sau này cũng là người ký nội dung sửa đổi điều chỉnh dự án đại ninh. Tổng thanh tra chỉ cho chủ trương thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổng thanh tra cũng xác định có trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vụ việc như vậy. Hiện nay các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý vụ việc. Khi kết thúc vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu ông phong cho hay riêng về nội bộ thanh tra chính phủ đã xem xét trách nhiệm của những người trực tiếp liên quan khi cơ quan tố tụng khởi tố điều tra